Quý cô bác và anh chị kính mến, Minh Đường Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Và lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tốt đẹp nhất tới quý cô bác, anh chị hạnh phúc, bình an, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, sức khỏe như thần, và sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là cái nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chỉnh gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri báo trước cực chính xác, đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, số hưởng ơn trời, gặp thời đổi giận, trúng lớn liên tiếp, trở mình đổi kiếp giàu sang, tiền vàng nhét nước két. Kênh Minh Đường Tử Vi xin kính chào quý khán giả đã đến và quay trở lại trong chương trình ngày hôm nay. Thay mặt cho ban biên tập chương trình, kính chúc quý khán giả luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và trải nghiệm được nhiều điều bổ ích để cuộc sống gia đình luôn an lành và thịnh vượng. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Bính Ngọ, sinh 1966 thân mến, ai trong cuộc sống cũng mong mình tìm được những điều tốt đẹp. Tuy nhiên, tử vi học có nói, con người cần chờ đúng thời điểm thì mới phất lên được, và cũng có những con giáp được định sẵn tuổi trẻ trải qua bao phen thống khổ, vất vả, đau đớn, mới lội ngược dòng, vươn lên khỏi dũng bùn trở thành đại gia, giàu có may mắn đủ đường. Người tuổi Bính Ngọ cũng là một trong những con giáp đó. Mặc dù số phận an bài, cuộc đời là đầy rẫy những khó khăn, chông gai, nhưng con giáp này vẫn bền lòng vững chí mà cố gắng nỗ lực hết mình, khiến thần Phật cảm động ban phát cho nhiều tài lộc. Đường sự nghiệp vô cùng hanh thông, càng già càng giàu, có an nhàn hưởng phúc đến cuối đời. Theo luận giải mới nhất của tuổi Bính Ngọ sinh 1966, đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024 tới đây, đã may mắn lại càng may mắn hơn khi được thần Phật độ mệnh, thần tài nhét lộc vào tay. Cũng vì thế mà bản mệnh giàu nhanh chóng mặt, trả sạch nợ nần, phất lên làm đại gia, tiền vàng ùn ùn đổ về nhà, tiền chất đầy két sắt, sung sướng giàu có hết phần thiên hạ. Vậy, để biết được vận trình cụ thể đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch sẽ diễn biến ra sao, vận may của bản mệnh sẽ nhận được là gì, thì xin mời quý khán giả hãy cùng kênh Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây quý khán giả nhé. Tuổi Bính Ngọ sinh 1966 cầm tinh con ngựa, đứng thứ 7 trong số 12 con giáp. Người tuổi Bính Ngọ sinh ra là để gánh vác công việc, cực khổ không bao giờ thừa nhận thất bại. Họ chiến đấu đến cùng, chỉ cần bản thân mình có thể không hành động thì thôi, chứ một khi bắt đầu ra khỏi giai đoạn non trẻ, họ sẽ gặt hái được khá nhiều thành công. Người tuổi Bính Ngọ muốn thành công thì bắt buộc họ phải rèn luyện tính nhẫn nại của bản thân, đặc biệt trong công việc. Khi đã bắt tay vào làm việc gì thì phải gánh vác tới cùng, có đầu có cuối, đặc biệt đối với họ bảo mật là trên hết. Bính Ngọ nhanh nhẹn làm việc với tốc độ không phải ai cũng theo kịp, tuy nhiên họ lại yêu cầu người khác phải làm việc với tốc độ tương đương mình. Khi kết quả không như ý muốn, họ lại tỏ ra phàn nàn và không hài lòng, nhanh chóng nắm bắt được những thay đổi mới của xã hội là ưu điểm của Bính Ngọ mà cấp trên rất hài lòng. Tuy nhiên, Bính Ngọ lại thường bằng lòng với những thành tích nhỏ và mãi say sưa với chúng. Bính Ngọ có thêm một ưu điểm trong công việc giúp họ có thể nhận được sự ưu ái của cấp trên, đó là họ lạc quan và có ý chí mạnh mẽ. Họ sẽ không bỏ cuộc cho đến khi đạt được mục đích, sự nhạy cảm của bản thân khiến họ thích dựa vào trực giác của mình để làm việc. Đôi khi điều này khiến họ đánh giá mọi việc không đủ cẩn thận. Bính Ngọ cần chú ý đến điều này hơn để hạn chế những sai sót xảy ra. Lạc quan và ý chí mạnh mẽ không muốn bỏ cuộc, nhưng việc thiếu kiên nhẫn khiến Bính Ngọ khi gặp vấn đề thì luôn muốn giải quyết gấp rút. Sự vội vàng này có thể đưa đến nhiều kết quả không như ý. Tuy nhiên, chính vì sự nhạy bén nên họ có thể nảy ra nhiều ý tưởng hay và nhận được sự giúp đỡ của người khác.
Nhìn chung, Bính Ngọ sẽ đạt được kết quả tốt nhờ sự lạc quan, giao tiếp khéo léo, cởi mở. Bính Ngọ được nhiều người yêu mến, trong tập thể họ cũng dễ kết nối với đồng nghiệp. Chính vì vậy, nhờ có sự hòa hợp này, họ không chỉ học hỏi được nhiều điều và cũng tận dụng được mối quan hệ để phát triển sự nghiệp của mình. Bính Ngọ thường hay nói nhiều, là mẫu người lạc quan, cứ thao thao bất diệt. Mọi thứ trên đời đây cũng là điểm mà giúp họ có nhiều bạn bè, cũng được bạn bè giúp đỡ rất nhiều. Những điều này lại vô tình đắc tội với bạn bè. Chính vì thế, hãy luôn cẩn thận chú ý cách cư xử của mình lanh lẹ, đôi khi cũng là một cái tội. Bính Ngọ có đôi tay khéo léo, họ có thể làm bất cứ việc gì đi nữa, khi người khác nhìn vào sẽ thấy được phong độ cao quý của họ. Tuy nhiên, họ lại là những người có ước muốn khá cao, đôi khi còn vượt quá năng lực của họ. Đặc biệt khi rơi vào tình huống độc lập thì lại không có cách nào ứng phó một cách tự nhiên được. Bính Ngọ khó thích nghi với lịch trình do người khác đặt ra và thiếu kiên nhẫn để tuân theo các quy tắc. Tuy nhiên, họ lại rất giỏi trong việc giải quyết những việc khó nhằn, bởi khi được tự do giải quyết theo ý mình, Bính Ngọ sẽ đạt được những kết quả tuyệt vời. Nhưng hãy nhớ giám sát và đừng để họ mất tập trung. Ưu điểm của Bính Ngọ trong công việc là họ luôn cẩn thận trong mọi việc, xử lý công việc đúng mực, dám nghĩ, dám làm, lại có khả năng giao tiếp tốt. Bính Ngọ thận trọng trong mọi việc và mang lại cảm giác đáng tin cậy cho người khác. Bính Ngọ có sự thẳng thắn, yêu thích rõ ràng và luôn nhìn mọi vấn đề với thái độ tích cực, giỏi bày tỏ ý kiến và mục tiêu làm việc của mình. Điều đặc biệt giúp Bính Ngọ gặp vận tốt sẽ phát huy được năng lực của mình, đó là họ có khả năng nhạy cảm với những điều mới và dường như họ luôn đi trước người khác một bước. Để phát triển sự nghiệp, các lãnh đạo rất thích nhân viên của mình có sự nhanh nhẹn như vậy. Mặc dù có vẻ thất thời giống như loài ngựa, có thể chạy vạn dặm, nhưng chúng lại cần có sự kiểm soát và huấn luyện nghiêm khắc thì mới đi đúng hướng. Bính Ngọ cũng vậy, có thể họ không phù hợp với một lịch trình sắp đặt sẵn, nhưng họ cần học được những nguyên tắc nhất định để kiểm soát mục tiêu của mình, không bị lệch hướng. Thêm vào đó, Bính Ngọ lại thiếu kiên nhẫn, bướng bỉnh và nóng nảy khi có chuyện xảy ra, nhưng lại nhanh chóng lãng quên chúng. Bính Ngọ thường rời xa gia đình từ khi còn trẻ và sẽ lao động không ngừng nghỉ suốt cuộc đời. Người ta tin rằng ngựa sinh ra để chạy đua và chu du thiên hạ. Vì vậy, du lịch là một trong những sở thích hàng đầu của con giáp này. Bản năng lãng tử thúc giục họ tìm kiếm những trải nghiệm mới và coi cuộc đời như một chuyến du ngoại. Bính Ngọ luôn lập kế hoạch cho những chuyến đi tiếp theo, nếu không được hoạt động sẽ khiến cho họ buồn đến chết. Bính Ngọ luôn năng động, tràn đầy năng lượng và lòng nhiệt huyết. Đa số họ sinh ra để làm việc, tuổi này thường lao động hết mình. Bất kể đó là việc gì mệt mỏi hay khó khăn chồng chất, cũng không thể ngăn họ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Tố chất mạnh mẽ và bền bỉ giúp họ trở thành những nhân viên xuất sắc. Trong tất cả các tuổi thì Bính Ngọ là con giáp dũng cảm nhất, cũng giống như những chú ngựa can đảm bao đời giúp con người di chuyển trên những chặng đường dài, hay đương đầu với kẻ thù trong các cuộc chiến khốc liệt, luôn thể hiện sức mạnh nội tâm, mãnh liệt và quyết tâm sắt đá. Ngay cả khi phải đối đầu với khủng hoảng và khó khăn, họ vẫn tiến lên phía trước. Họ luôn muốn dốc hết sức lực của mình để thử thêm một lần cuối. Đó cũng là biểu hiện của sự tự tin to lớn trong họ. Bính Ngọ sẵn sàng đối đầu với thử thách ngày càng khó khăn hơn, tràn đầy dũng khí. Họ sốt sắng vượt qua dòng trở ngại. Không chỉ mạnh mẽ, Bính Ngọ còn là những con người đáng tin cậy, chân thật và trung thành. Nếu đã hứa hẹn điều gì thì sẽ cố gắng hết mình thực hiện. Họ chẳng mấy khi khiến bạn phải thất vọng. Khi giao du với bạn, học rất hòa đồng, tuy rất kiêu hãnh và tự lập, nhưng họ vẫn cần bạn đồng hành. Họ cần một bờ vai để có thể chung sống hài hòa, để đưa chỉ dẫn, khuyên nhủ, cũng giống như ngựa tốt cần đến bàn tay chăm sóc của người cưỡi. Bính Ngọ cần có bạn bè hoặc bạn đời tốt để bộc lộ toàn bộ sức mạnh và ý chí hoạt bát, tốt bụng, mau miệng, hài hước. Họ rất thích hội hè và được nhiều người biết đến. Nhiệt tình và thẳng thắn, họ rất dễ kết bạn. Các mối quan hệ xã hội cực kỳ quan trọng với họ và thường có nhiều bạn bè thân thiết. Họ thích dành phần lớn thời gian với một nhóm bạn và rất quan tâm tới cách người khác cảm nhận về mình. Thật khó để họ giữ được bí mật cho riêng mình, thoải mái, tự tin trước đám đông. Bính Ngọ là một diễn giả hết sức thuyết phục. Họ không ngại nói ra sự thật, cũng quá chính trực và vô tư để có thể lùi bước trước sự bất công, cả thèm chóng chán. Trí thông minh tuyệt vời giúp Bính Ngọ nắm bắt vấn đề mới một cách dễ dàng. Họ có khả năng thực hiện cùng lúc nhiều nhiệm vụ, nhưng không phải bao giờ cũng hoàn thành công việc. Một khi đã bắt đầu thì họ luôn mãi mê săn đuổi cơ hội mới,
Do có quá nhiều sự quan tâm nên họ thường chọn công việc theo hướng hành động một cách bộc phát và hiếm khi cân nhắc chúng một cách kỹ lưỡng. Khi dở mộng vì kết quả không được như mong muốn, họ có thể bỏ dở công việc và chuyển ngay sự chú ý sang vấn đề khác, nhanh nhẹn và linh hoạt. Bính Ngọ thích nói năng suy nghĩ, ăn uống và hành động một cách chóng váng, do đó có xu hướng bỏ qua các chi tiết. Họ yêu luyện tập cả về thể chất và tinh thần. Để thỏa mãn tính chất thường của mình, họ thay đổi ý định liên tục và thậm chí thường xuyên mất hứng thú với các dự án trước khi chúng được hoàn thành. Nhờ đa tài nên Bính Ngọ có thể thành công trong rất nhiều việc. Tuy nhiên, họ lại rất khó chịu khi thất bại. Nếu sự việc không thành, họ thường không thể làm tiếp công việc đã đổ dở. Kẻ nổi loạn ương ngạnh thường bướng bỉnh và cứng đầu, tính khí bốc lửa và khả năng thay đổi tâm trạng nhanh như gió, đôi khi khiến họ trở nên nguy hiểm. Con giáp này sẽ không bằng lòng với bất kỳ hình thức kiểm soát hay tạo áp lực nào và rất ghét bị dồn vào đường cùng. Trái lại, họ thích làm mọi việc theo cách riêng của mình. Dù khoác trên mình vẻ ngoài hòa đồng, nhưng tận sâu thẳm thì họ vẫn là những kẻ nổi loạn mạnh mẽ. Bính Ngọ thường là người dễ thành công và thường sẽ nhận được những khoản tiền rất lớn. Tuy nhiên, lại sinh hoạt một cách phung phí, hào nhoáng, thậm chí là sang chảnh quá mức cho phép. Chính vì thế mà họ không bao giờ dư giả được. Đối với Bính Ngọ, sự tự do là trên hết. Họ quý trọng tự do và tôn thờ độc lập. Họ cần rất nhiều không gian để lang thang. Tuổi này không thể chịu được các lịch trình hay thời gian biểu cứng nhắc, cũng như các quy định và quy tắc nhỏ nhặt. Đơn giản là họ không có đủ thời gian hoặc sự kiên nhẫn cho những thứ này. Nhìn chung, những người tuổi Bính Ngọ được hưởng phúc phần của trời cho, nên có cuộc sống an nhàn, vui vẻ, vinh hoa phú quý. Đặc biệt người này tính cách vui vẻ, lạc quan yêu đời, nên dù có gặp những vướng mắc trở ngại nhỏ trên đường đời thì họ cũng hoàn toàn không để tâm mà vẫn giữ thái độ sống rất tích cực. Nhờ vậy mà trên chặng đường sự nghiệp, tuổi Bính Ngọ luôn có quý nhân phù trợ lúc khó khăn, công danh gây dựng được từ tiền vận đến hậu vận thì càng rạng rỡ. Sự nghiệp vững chãi, tài vận dồi dào, từ trung vận trở đi không phải lo lắng chuyện cơm áo, gạo tiền. Tuy nhiên, bản mệnh tuổi này cũng cần lưu ý, sống đức độ tu tâm, dưỡng tính để đỡ buồn phiền khi về già. Nam mệnh tuổi Bính Ngọ cuộc đời sẽ bắt đầu ổn định, từ trung vận công việc được nhiều suôn sẻ, thuận lợi. Bản mệnh sẽ vất vả nhiều. Về gia đạo và con cháu sang đến tận hậu vận thì mới được thảnh thơi hưởng phúc. Sẽ có nhiều đổi thay về công danh và sự nghiệp. Trong cuộc đời nữ mệnh, tuổi Bính Ngọ trong suốt cuộc đời sẽ phải trải qua nhiều biến động trong cuộc sống. Chỉ từ trung vận trở đi thì mọi chuyện mới ổn định dần trở nên tốt đẹp, cả về công danh sự nghiệp lẫn đời sống tình cảm. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024 của tuổi Bính Ngọ sinh 1966. Tử vi đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch của tuổi Bính Ngọ cho thấy đây sẽ là một chặng đường đầy thử thách và cơ hội với những người tuổi Bính Ngọ. Bản mệnh sẽ trải qua một hành trình không hề dễ dàng. Tử vi cho thấy thời điểm này sẽ mang đến không ít trở ngại trong cuộc sống của bạn, ảnh hưởng đến cả công việc, tình cảm và sức khỏe. Mặc dù những khó khăn này có thể không hoàn toàn xuất phát từ chính bạn, nhưng việc duy trì một tâm thế chủ động sẽ là chìa khóa giúp bạn vượt qua thời điểm này một cách êm đẹp. Dưới ảnh hưởng của thiên quan, bản mệnh có thể gặp phải nhiều rắc rối bất ngờ, khiến cho những kế hoạch đã được chuẩn bị từ trước trở nên khó thực hiện. Điều này không chỉ khiến bạn cảm thấy bối rối mà còn mang lại cảm giác thiếu tự tin. Tuy nhiên, hãy coi đây là cơ hội để nhận ra những thiếu sót trong bản thân và rút ra bài học quý giá. Nếu bạn phát hiện ra mình đang mắc phải những sai lầm lặp đi lặp lại, đó là lúc để bạn tự kiểm điểm và điều chỉnh cách tiếp cận của mình. Bính Ngọ là người thẳng thắn và chính trực. Bạn không thích những cuộc tranh luận vô nghĩa. Với khả năng cảm nhận giới hạn của vấn đề, bạn luôn biết khi nào cần dừng lại, giúp các cuộc cãi giả nhanh chóng lắng xuống. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng lời nói có sức mạnh rất lớn. Một câu nói sai có thể gây tổn thương nhiều hơn bạn nghĩ. Vì vậy, hãy lựa chọn từ ngữ của mình một cách khéo léo và phù hợp. Đừng ngần ngại thể hiện cá tính mạnh mẽ và lòng trắc ẩn bên trong bạn, vì chính điều này làm cho bạn trở nên đặc biệt bất chấp, nhiệt huyết vốn có sau những tổn thương. Trong những ngày đầu tháng, tinh thần của bạn có thể trở nên u ám. Đặc biệt với nguyệt lệnh bệnh, bạn có thể cảm thấy lười biếng và không muốn tham gia vào các hoạt động tìm kiếm một nơi an ổn. Có thể là cách bạn chọn để làm dịu đi vết thương lòng, nhưng hãy cẩn trọng sự rút lui quá mức,
có thể dẫn bạn vào dòng xoáy của sự chán nản và bi quan. Trong giai đoạn này, một lời khuyên chân thành dành cho bạn là hãy tránh xa thái độ hờn dỗi, dù là trong công việc hay tình cảm. Việc này không chỉ không mang lại hiệu quả, mà còn khiến bạn bị u mê và vướng mắc trong những cảm xúc tiêu cực. Hãy tìm kiếm những cách tích cực để đối diện với thử thách, như giao tiếp, cởi mở và tìm kiếm sự hỗ trợ từ những người xung quanh. Nhớ rằng, vượt qua khó khăn không chỉ là một cuộc chiến cá nhân, mà còn là một hành trình khám phá chính bản thân bạn. Từ sau 15 năm tháng 10 âm lịch này sẽ là một thử thách cho những người tuổi Bính Ngọ, nhưng cũng là cơ hội để bạn trưởng thành và phát triển hơn. Hãy giữ vững tinh thần và nhìn nhận mọi thứ từ góc độ tích cực. Cuộc sống luôn có những biến đổi và cách bạn đối diện với chúng sẽ định hình tương lai của bạn. Bạn là một người đặc biệt, hãy tự tin bước tiếp và khẳng định giá trị của bản thân. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện của tuổi Bính Ngọ sinh 1966, đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Bính Ngọ sinh 1966, đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch. Bước vào đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch là một chặng đường đầy thách thức đối với những người tuổi Bính Ngọ. Bản mệnh nên đối mặt thử thách với tâm thế bình tĩnh. Theo tử vi, sự xuất hiện của sao Thiên Hình trong thời điểm này không hề đơn giản, mà mang đến những cảnh báo về việc cần phải thận trọng hơn trong mọi quyết định của mình. Trong khi sự nhanh nhẹn là một phẩm chất quý giá, đôi khi nó cũng có thể trở thành con dao hai lưỡi, khiến bạn mắc phải những sai lầm đáng tiếc. Hãy nhớ rằng, không phải ai cũng có khả năng xử lý tình huống như bạn. Sự vội vàng có thể dẫn đến những quyết định sai lầm, và điều này có thể làm tổn thương những người xung quanh. Những người chậm chạp hơn, mặc dù có thể không nhanh nhẹn như bạn, nhưng họ lại có tính cẩn trọng. Làm việc đến đâu chắc chắn đến đó. Việc tôn trọng sự khác biệt trong cách làm việc của người khác sẽ giúp bạn tránh xa những xung đột không cần thiết. Ngoài ra, sự hiện diện của ngũ hoàng tam cung, chính tây dự báo rằng bạn có thể trở thành mục tiêu của những kẻ tiểu nhân, những người sẵn sàng hãm hại bạn trong công việc. Trong thời điểm này, hãy chuẩn bị tinh thần để đối diện với những tin đồn sai lệch. Tuy nhiên, thay vì phản ứng một cách vội vàng, hãy lựa chọn cách lờ đi những lời gièm pha ấy. Điều quan trọng là trước khi đưa ra bất kỳ quyết định lớn nào, đặc biệt liên quan đến sự nghiệp, bạn nên dừng lại và quan sát kỹ lưỡng tình hình xung quanh. Sự khiêm tốn trong hành xử sẽ mang lại nhiều lợi ích cho bạn trong thời điểm này. Nếu bạn vẫn duy trì thói quen hành động cẩu thả và bất cẩn, bạn rất dễ gặp phải những rắc rối không đáng có, thậm chí có thể bị chơi xấu hay gặp phải những tình huống gây hại cho bản thân. Ngược lại, nếu bạn có thể hướng nội hơn, tập trung vào công việc của mình, với phong cách làm việc chỉnh chu và nghiêm túc, bạn sẽ khó bị chỉ trích và tìm thấy sự bình yên trong công việc. Đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch này chính là một cơ hội để bạn củng cố lại bản thân, nhìn nhận lại cách làm việc và điều chỉnh hành vi của mình, sao cho phù hợp với tình hình. Hãy luôn nhớ rằng, trong thế giới đầy cạnh tranh này, sự kiên nhẫn và sự tôn trọng lẫn nhau sẽ giúp bạn đi xa hơn trên con đường sự nghiệp. Hãy tự tin bước đi và biến những thách thức thành cơ hội để phát triển hơn nữa trong tương lai. Xét về phương diện tài lộc, đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch của tuổi Bính Ngọ sinh 1966. Đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch báo hiệu một khoảng thời gian không hề dễ dàng đối với người tuổi Bính Ngọ. Ở phương diện tài lộc, bản mệnh có thể sẽ phải di chuyển xa làm việc vất vả để giải quyết các vấn đề liên quan đến sự nghiệp. Hành trình này sẽ tiêu tốn không ít tiền bạc cho việc đi lại, ăn uống và khảo sát thị trường. Cùng với việc thiết lập quan hệ đối tác, những khoản chi này có thể làm túi tiền của bạn rơi đi một cách nhanh chóng. Tiểu hao ảnh hưởng không tốt sẽ khiến bạn nhận ra rằng, dù có nguồn thu nhập khá ổn định, tiền vẫn có thể rò rỉ từng chút một qua những khoản chi tiêu nhỏ. Nhưng dồn dập những khoản vay nhỏ từ bạn bè hoặc người quen có thể trở thành gánh nặng, bạn sẽ cảm thấy khó lòng từ chối khi họ cần, mặc dù trong lòng bạn biết rằng khả năng họ sẽ hoàn trả là rất thấp. Đây là thời điểm bạn cần suy nghĩ kỹ càng về việc chi tiêu và quản lý tài chính của mình. Thời điểm này, bạn cũng nên dành thời gian để xem xét lại các khoản đầu tư mà mình đã thực hiện trước đó. Liệu có những khoản nào đang ngủ quên, không mang lại hiệu quả? Đây là lúc lý tưởng để đưa ra những quyết định sáng suốt. Nếu bạn cảm thấy mình đang mắc kẹt với một dự án không sinh lời, hãy can đảm dừng lại. Đôi khi việc từ bỏ một cái gì đó không còn hiệu quả lại chính là chìa khóa mở ra những cơ hội mới. Hãy nhớ rằng,
trong thế giới tài chính, rủi ro và cơ hội luôn song hành với nhau. Thay vì ngồi đó ước mơ hay ghen tị với cuộc sống của người khác, hãy chủ động hành động để biến những ước mơ của bạn thành hiện thực. Sự thành công không tự đến, nó là kết quả của những nỗ lực không ngừng nghỉ và một quyết tâm mạnh mẽ. Hãy đặt ra mục tiêu rõ ràng và kiên định bước đi trên con đường của mình. Mặc cho những khó khăn có thể xuất hiện đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch này, hãy để những thử thách trong tài chính trở thành động lực thúc đẩy bạn tiến lên. Dù có khó khăn đến đâu, chỉ cần bạn giữ vững tinh thần và không ngừng cố gắng, thì cuộc sống mà bạn mong muốn hoàn toàn có thể trở thành hiện thực. Hãy là người kiến tạo nên tương lai của chính mình. Xét về phương diện tình duyên gia đạo, của tuổi Bính Ngọ sinh 1966, đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch. Đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch đem đến những thông điệp cần thiết cho người tuổi Bính Ngọ để bạn có thể vượt qua những thử thách trong tình cảm. Ngũ hành xung khắc có thể gây ra nhiều rắc rối cho những ai còn đang độc thân, khiến bạn dễ rơi vào tình huống bị lừa gạt. Vì tính ngây thơ và cả tin của mình, những mối quan hệ mới mẻ, dù thú vị cũng cần thời gian để được kiểm chứng. Hãy cẩn thận đừng vội vàng đầu tư cả tình cảm lẫn tài sản vào một ai đó mà bạn mới quen. Đối với những người đã từng trải qua một cuộc tình sâu đậm, việc quên đi người cũ có thể là một thử thách không hề nhỏ. Những kỷ niệm đời thường có thể bủa vây bạn nếu bạn tiếp tục phải sống trong những không gian gợi nhớ về quá khứ. Thay vì để những kỷ niệm này cản trở cuộc sống hiện tại của bạn, hãy mạnh dạn thực hiện những thay đổi mới mẻ trong cuộc sống hàng ngày. Một cuộc sống mới, một loại nước hoa khác biệt, hay thậm chí là việc sơn lại tường trong nhà, có thể giúp bạn tạo ra không gian tích cực, xóa nhòa đi những dấu vết cũ của nỗi buồn với những người đang trong một mối quan hệ ổn định. Hãy nhớ rằng, không ai có thể thay đổi chỉ sau một đêm. Nếu bạn kỳ vọng vào sự thay đổi từ phía đối tác chỉ bằng những lời nhắc nhở, có thể bạn sẽ phải thất vọng. Hãy chấp nhận những điểm yếu của nhau như một phần không thể thiếu. Trong tình yêu, cả hai bạn đều không hoàn hảo, nhưng chính sự thấu hiểu và chia sẻ sẽ là cầu nối để hai người gần nhau hơn. Hãy tìm cách để hòa hợp thay vì chỉ trích và tổn thương nhau. Tuy nhiên, nếu bạn đang ở trong một mối quan hệ đã đến hồi kết, hãy mạnh mẽ dứt áo ra đi. Việc cố gắng níu kéo chỉ khiến cả hai bạn thêm mệt mỏi và lãng phí thời gian quý giá. Bạn xứng đáng được sống một cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ hơn. Hãy cho bản thân cơ hội để tìm kiếm tình yêu thực sự, một tình yêu mang lại cho bạn cảm giác an yên và trọn vẹn. Tình duyên là một hành trình đầy thử thách, nhưng cũng rất đẹp đẽ. Hãy tin rằng những điều tốt đẹp sẽ đến với những ai kiên trì và dũng cảm. Đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch này, hãy mở lòng và cho phép bản thân trải nghiệm những tình cảm mới mẻ. Đồng thời, cũng nên nhớ rằng mỗi kết thúc là một khởi đầu mới. Tình yêu đích thực đang chờ bạn ở phía trước, chỉ cần bạn dám bước qua những rào cản trong tâm hồn mình. Xét về phương diện sức khỏe, của tuổi Bính Ngọ sinh 1966, đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch. Xem tử vi đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch cho thấy, sức khỏe của những người tuổi Bính Ngọ có những tín hiệu đáng lo ngại. Nguyệt lệnh bệnh xuất hiện, khiến bạn thường xuyên cảm thấy thiếu sức sống và tinh thần không được dồi dào. Có thể bạn sẽ nhận ra rằng làn da không còn hồng hào như trước, đôi khi còn có dấu hiệu xanh xao vàng giọt. Tất cả đều là do việc thiếu ngủ và chế độ ăn uống không đủ chất dinh dưỡng. Giữa bộn bề công việc và những lo toan trong cuộc sống, hãy nhớ rằng việc chăm sóc bản thân là điều vô cùng quan trọng. Đừng ngần ngại dành cho mình một khoảng thời gian để thư giãn, để lắng nghe cơ thể và trái tim mình. Có thể chỉ là những phút giây ngắn ngủi trong ngày, nhưng điều đó có thể mang lại cho bạn nguồn năng lượng mới mẻ và sức sống tươi sáng hơn. Thời tiết trong thời điểm này cũng có thể gây ra một số khó khăn khiến mạch máu của bạn khó lưu thông. Do đó, việc vận động nhẹ nhàng trong những khoảng thời gian ngắn là điều cần thiết. Bạn không cần phải dồn hết sức lực vào việc tập luyện quá mức. Thay vào đó, hãy chọn những bài tập nhẹ nhàng như đi bộ, giãn cơ hay những bài tập yoga đơn giản để kích thích tuần hoàn máu, giúp cơ thể bạn cảm thấy thoải mái hơn. Bên cạnh việc vận động, thay đổi một số thói quen cũng có thể là chìa khóa giúp bạn khôi phục sức khỏe. Hãy thử nghiệm với những điều mới mẻ như thiền hay tập yoga. Những hoạt động này không chỉ giúp bạn cải thiện thể chất mà còn nâng cao tinh thần. Khi tâm trí bình an, cơ thể cũng sẽ hồi phục nhanh chóng. Tham gia vào những lớp học thiền hoặc yoga có thể mở ra cho bạn một thế giới tươi mới, giúp bạn tìm thấy sự cân bằng và hài hòa trong cuộc sống. Cuối cùng, hãy nhớ rằng sức khỏe chính là nền tảng vững chắc cho mọi thành công trong cuộc sống.
Đừng để những căng thẳng và áp lực của cuộc sống làm bạn quên đi giá trị của việc chăm sóc bản thân. Hãy hành động ngay hôm nay để nuôi dưỡng sức khỏe và tinh thần của bạn. Đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch này, hãy để bản thân được tái sinh trở nên mạnh mẽ hơn và rạng rỡ hơn bao giờ hết. Quý khán giả thân mến, tiếp theo sau đây sẽ là vận trình tử vi chi tiết đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024 dành cho những người tuổi Bính Ngọ sinh 1966 trên các khía cạnh khác nhau của cuộc sống như công danh sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, gia đạo và sức khỏe, giúp bản mệnh có cái nhìn toàn diện hơn về vận trình của mình đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch này. Đầu tiên là tử vi từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 10 âm lịch của tuổi Bính Ngọ sinh 1966. Thời gian này của tháng 10 có thể mang lại một số khó khăn trong công việc cho tuổi Bính Ngọ. Những vấn đề không mong muốn có thể phát sinh gây khó khăn cho bạn trong việc thực hiện các kế hoạch đã định. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm để bạn học hỏi từ những thất bại và rút kinh nghiệm. Đừng ngại nhờ sự giúp đỡ từ đồng nghiệp hoặc cấp trên khi cần thiết. Tình hình tài chính trong thời gian này có thể sẽ không ổn định. Bạn nên xem xét lại các khoản đầu tư trước đó và điều chỉnh kế hoạch tài chính của mình. Nếu cần tránh việc chi tiêu không cần thiết và hãy ưu tiên cho những khoản đầu tư mang lại lợi ích lâu dài. Trong lĩnh vực tình duyên, nếu bạn đang độc thân, hãy cẩn trọng với những mối quan hệ mới. Đừng vội vàng đặt niềm tin vào người khác. Hãy cho mình thời gian để tìm hiểu kỹ càng những người đang yêu. Nên lưu ý đến sự giao tiếp. Hãy chia sẻ cảm xúc của mình để tránh những hiểu lầm không đáng có. Về sức khỏe, bạn nên chú ý đến sức đề kháng của mình. Có thể bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi hơn bình thường. Vì vậy, hãy đảm bảo rằng bạn có đủ thời gian nghỉ ngơi và thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe. Tiếp theo là tử vi từ ngày 26 tháng 10 đến hết tháng 10 âm lịch của tuổi Bính Ngọ sinh 1966. Những ngày cuối tháng 10 âm lịch sẽ là một giai đoạn rất quan trọng cho tuổi Bính Ngọ. Đây là lúc mà bạn có thể đạt được những bước tiến đáng kể trong sự nghiệp, những nỗ lực của bạn trong thời gian qua. Cuối cùng sẽ được đền đáp, có thể là một cơ hội mới hoặc một dự án mới mà bạn có thể dẫn dắt. Hãy tự tin vào khả năng của mình và đừng ngừng ngại thể hiện bản thân. Tình hình tài chính sẽ trở nên khả quan hơn trong thời gian này. Những khoản đầu tư thông minh và quyết định đúng đắn trong quá khứ bắt đầu mang lại lợi ích. Hãy sử dụng thời điểm này để xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn và dự phòng cho tương lai. Trong chuyện tình duyên, thời gian này là thời điểm tốt để những người độc thân tìm kiếm tình yêu. Có thể bạn sẽ gặp một người đặc biệt trong một sự kiện hoặc cuộc gặp gỡ bất ngờ. Những người đang yêu có thể đưa mối quan hệ lên một tầm cao mới. Hãy dành thời gian để củng cố tình cảm và chia sẻ những giấc mơ tương lai với nhau. Về sức khỏe, cuối cùng trong thời điểm này, bạn nên chú ý đến việc duy trì tinh thần lạc quan. Hãy tham gia các hoạt động thể thao hoặc thiền để giảm căng thẳng. Bằng cách này bạn sẽ có thể giữ cho cơ thể và tâm trí của mình luôn trong trạng thái tốt nhất, sẵn sàng đối mặt với những thách thức mới trong tháng tới. Quý khán giả thân mến, người sinh 1966 thuộc tuổi Bính Ngọ mang trong mình mệnh thiên hà thủy, hay còn gọi là nước trên trời, theo quan niệm phong thủy ngũ hành. Mỗi con người đều là sự kết hợp của các nguyên tố kim, mộc, thủy, hỏa, thổ và sự cân bằng giữa chúng là yếu tố quan trọng giúp cải thiện công việc, cuộc sống, tình duyên và sức khỏe. Ngũ hành có mối quan hệ tương sinh và tương khắc, trong đó thủy được sinh ra từ kim và giúp nuôi dưỡng mộc. Chính vì thế, màu sắc phù hợp nhất cho người tuổi Bính Ngọ là những tông màu xanh lam, màu đen, màu trắng, màu xám và màu ghi. Sử dụng trang sức phong thủy như đá thạch anh trắng hay mã não đen không chỉ hỗ trợ kích thích tài vận mà còn mang lại may mắn cho cuộc sống hàng ngày. Người tuổi Bính Ngọ sinh 1966 thường rất hợp với những người mệnh kim và mộc. Những người này có thể tạo nên mối quan hệ ăn ý và hỗ trợ lẫn nhau trong công việc và cuộc sống. Đặc biệt mối quan hệ giữa tuổi Bính Ngọ với tuổi Dần và tuổi Tuất rất lý tưởng, hứa hẹn mang đến tình yêu và tình bạn bền chặt. Ngược lại, cần tránh xa những người thuộc tuổi Tý, tuổi Mão và tuổi Dậu, vì đây là những tuổi có khả năng tạo ra xung đột và khó khăn trong quan hệ. Thấu hiểu những yếu tố phong thủy và mối quan hệ tương sinh, tương khắc sẽ giúp người tuổi Bính Ngọ mở ra cánh cửa may mắn và thịnh vượng. Trong cuộc sống, phong thủy không chỉ là một yếu tố trong cuộc sống mà còn là một nguồn năng lượng mang lại may mắn và tài lộc cho những người tuổi Bính Ngọ sinh 1966 với ngũ hành thuộc thiên, hà, thủy,
những người tuổi Bính Ngọ được Phật bản mệnh là Đại Thế Chí Bồ Tát bảo hộ, tượng trưng cho trí tuệ sâu sắc và ánh sáng dẫn lối. Ngài là vị Bồ Tát không chỉ mang đến trí tuệ thông suốt, mà còn giúp con người vượt qua những khổ đau và gian truân trong cuộc sống, tạo ra một không gian tinh thần an lạc và thanh thản để kích hoạt tài vận và thu hút may mắn. Người tuổi Bính Ngọ nên sử dụng các loại trang sức phong thủy màu xanh lam, màu đen, màu trắng, màu xám và màu ghi, những viên đá như thạch anh trắng và đá núi lửa. Không chỉ có vẻ đẹp thu hút mà còn mang đến nhiều lợi ích phong thủy, thạch anh trắng được biết đến như một hộ mệnh giảm căng thẳng, đồng thời tăng cường sự tập trung. Còn đá núi lửa với năng lượng mạnh mẽ có khả năng thanh tẩy điều hòa huyết mạch và hỗ trợ cơ thể. Ngoài ra, những linh vật như Phật Tổ Như Lai, Phật Di Lặc, Tỳ Hưu hay Thiềm Thừ cũng rất hữu ích trong việc thu hút tài lộc và may mắn cho người tuổi Bính Ngọ. Hãy nhớ rằng, để phát huy tối đa hiệu quả của phong thủy trang sức và vật phẩm, cần được làm từ đá quý tự nhiên nhằm thu hút linh khí từ đất trời và mang lại sức mạnh tích cực cho cuộc sống của bản mệnh. Quý khán giả thân mến, những vật phẩm phong thủy dành cho tuổi Bính Ngọ sinh 1966 để tăng cường may mắn và tài lộc, người tuổi Bính Ngọ có thể tận dụng sức mạnh của các vật phẩm phong thủy. Những vật phẩm này không chỉ mang lại năng lượng tích cực mà còn giúp bạn khai mở những cơ hội mới trong cuộc sống. Một trong những lựa chọn nổi bật chính là đá thạch anh, được biết đến như một loại đá quý có khả năng hấp thụ và phát tán năng lượng. Đá thạch anh không chỉ giúp tăng cường sức khỏe mà còn mang lại sự bình an và thịnh vượng cho không gian sống. Đá thạch anh với màu sắc đa dạng, từ trắng, hồng đến tím, mỗi loại đều có những công dụng riêng. Đá thạch anh trắng giúp làm sạch năng lượng tiêu cực, trong khi thạch anh hồng hỗ trợ cho tình yêu và sự hòa hợp trong gia đình. Hãy đặt một viên đá thạch anh trên bàn làm việc hoặc trong phòng ngủ để tăng cường sự tập trung và thu hút năng lượng tốt. Ngoài ra, một vật phẩm không thể thiếu chính là bức tượng ngựa. Ngựa là biểu tượng của sức mạnh tự do và phát triển. Đặt bức tượng ngựa ở cửa ra vào hoặc trên bàn làm việc sẽ tạo ra một luồng sinh khí mới, giúp bạn mở ra những cơ hội tốt trong sự nghiệp và cuộc sống. Ngựa còn mang lại may mắn trong công việc, khuyến khích sự phát triển và bứt phá. Chính vì thế, đây là một vật phẩm rất đáng để sở hữu. Cũng đừng quên các vật phẩm phong thủy khác như cây xanh, cây cối không chỉ mang lại sức sống cho không gian mà còn tạo nên bầu không khí trong lành, tươi mát. Bạn có thể lựa chọn những cây có ý nghĩa phong thủy tốt như cây phát lộc, cây kim tiền hay cây tiền tài. Những loại cây này không chỉ đẹp mắt mà còn giúp thu hút tài lộc, cải thiện vận khí cho người tuổi Bính Ngọ. Ngoài ra, những món đồ trang trí mang tính tự nhiên như tranh phong cảnh hoặc các vật phẩm làm từ gỗ tự nhiên cũng góp phần tạo nên không gian tích cực. Chúng sẽ giúp bạn có thêm năng lượng và tinh thần phấn chấn để vượt qua mọi khó khăn. Hãy nhớ rằng, môi trường xung quanh có ảnh hưởng lớn đến tâm trạng và sự sáng tạo của bạn. Vì vậy, hãy chăm sóc cho không gian sống của mình một cách chu đáo. Đây là thời điểm tuyệt vời để bạn áp dụng những vật phẩm phong thủy này, không chỉ nhằm thu hút tài lộc mà còn tạo dựng một không gian sống và làm việc tràn đầy năng lượng tích cực. Hãy mở lòng đón nhận những điều tốt đẹp mà thời điểm này mang lại và để những vật phẩm phong thủy đồng hành cùng bạn trong hành trình hướng đến thành công. Chương trình đến đây xin được tạm dừng. Nếu thấy video này hữu ích, quý khán giả có thể dành chút thời gian ấn nút đăng ký kênh và chia sẻ video này tới những người thân yêu của mình, để cùng nhau đón những điều may mắn đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024 này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả ở các video tiếp theo.